Chào kênh em đã trở lại, có gì Khả ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi ban mình gom được khoảng hơn 10 lá bao bí kíp thì thực sự là ban không ai mua nè mà. Ban không ai mua. Thì bây giờ thì đỡ với cái tinh thần hỗ trợ đem lên 120. Thì bây giờ Khải cũng thay mặt ban mở tất cả các lỡ bài bí kíp này để xem số liệu ra bí kíp gì nha anh em. Lỡ một cái bí kíp hiếm á thì sẽ phụ cho anh em lên 120 với giá là 1 phần 2 giá tiền bên ngoài nha mọi người. Ví dụ như ở ngoài bán 10 kim thì ở ban bán cho anh em khoảng 5 hoặc 3 hoặc 5 kim cho anh em lên 120 hỗ trợ lên nha. Đó. Anh cho nhầm. Rồi, khui nha anh em, khui lỡ bao kiếp nha, khui 10 lỡ bao thử được là lỡ bao gì hiếm hay không, hãy đọc cho anh em xem nha. Ok. Khui này, khui này, khui này, khui này. Rồi, kiếm cuốn bắt lòng kích này nọ cho anh em giả bùa coi. Bùa hoặc là cuốn giỏ đăng kiếm nè, giỏ đăng kiếm mưa hiếm nha anh em. Như là bắt lòng kích này giỏ đăng kiếm nè, khui. Thiên vương đồng pháp, rác rồi. Ngự lâu thực, lâu động của thiên, VIP nè. À, hiếm của côn lùng xét này, hiếm này, hay này là hiếm nè. Thiên sùng đao, thiên sùng đao cũng ok này, hiếm này. Cái băng côn pháp ngon. Cái băng côn pháp có tiền nha anh em. Ngũ độc đao pháp. Ngũ độc đoạn giết âm thuật. Ngũ độc, ui. Hai cũng có độc bùa vãi chướng. Thiếu lâm đao pháp. À, sợ đao. Diệu kiếm tịch, à nghe mày kiếm luôn, hàng hiếm luôn. Thái cực quyền phổ, ok. Ok anh em ơi, được một ít đồ là test lại thử cho có đi. Cấp quyền đi. Phân phối chúng đây nha. Hello anh em nha. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người. Chúng ta được cuốn cái bàn công pháp này. Hàng cho anh em này. Rồi. Cái trung đao này. Đây, ngũ độc đao, độc chướng. Đoàn căn cốt ngũ độc chướng, hai cốt ngũ độc chướng. Thiên đao. Thái cực quyền phổ. Hello này mới vô nha. Ok. Rồi, ok anh em ơi. Được cuốn cái băng này. Anh em cần cuốn cái kiếp nào? Alo. Nó thật này. Cái lần đào này. Cái hộp tịch này. Rồi, mỗi lúc 10 cuốn thì được nhiêu đó anh em ơi. Rồi, Khải sẽ up lên trên kênh cũng như là anh em xem video ủng hộ cho anh em ơi. Tại vì là vừa rồi thì hơn cả tuần thì ban thu được hơn 10 cuốn bí kíp anh em ơi. Mà bán thì không ai mua nữa. Chứ hồi trước là một cuốn là 3 kim đi, 10 cuốn là khó 30 kim được phát lương anh em ơi. Nhưng mà lần này thì những cuốn này bán không ai mua á. Thì đâm ra thì bây giờ chỉ mở ra và lấy những cuốn hiếm đi bán. Ví dụ như cuốn cái ban hiếm nè. Rồi cuốn thiên sùng đao hiếm nè. Rồi ngự lôi thực con lôn xét hiếm nè. Đó. Rồi mấy cuốn này không hiếm thì sẽ hỗ trợ cho bạn lên 120 nha nè. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải một like cho xem hồ chơi và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.